NLP là ba từ viết tắt của tiếng Anh là Neural Linguistic Programming, dịch cái tiếng Việt là lập trình ngôn ngữ tư duy. Cụm từ này còn khá mới mẻ với nhiều người Việt Nam chúng ta. Đúng rồi, nó cũng mới mẻ với thế giới chứ không chỉ với người Việt Nam chúng ta. Vậy NLP là gì? Thì trên thế giới đã được ghi nhận là bộ cẩm nang về sử dụng não bộ cho người sở hữu nó. Hay nó còn được ví như là NLP là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh hiện nay. Và nếu ai đã sở hữu NLP thì giúp con người đó trở nên vượt trội và xuất chúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì sao chúng ta phải lập trình ngôn ngữ tư duy? Đơn giản thế này thôi các bạn. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay là đau khổ của mỗi cá nhân chúng ta đều được bắt nguồn từ tư duy. Bởi vì từ tư duy chúng ta mới ra cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Từ tư duy này chúng ta mới thể hiện cái thái độ của chúng ta trước sự kiện hiện tượng và trước các mối quan hệ. Từ tư duy này chúng ta mới thể hiện được cái năng lực của chúng ta trong việc giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Vậy cái kết quả của việc ta thể hiện ngôn ngữ như thế nào? Kết quả của việc chúng ta thể hiện thái độ mình với các mối quan hệ như thế nào? Kết quả chúng ta thể hiện cái năng lực của bản thân mình giải quyết các vấn đề trong xã hội, giải quyết các vấn đề cho mọi người trong cuộc sống này như thế nào? Thì nó sẽ tạo ra cái kết quả của mỗi chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy tư duy cực kỳ quan trọng. Tư duy là hạt nhân, là nguyên nhân của thành công và thất bại của mỗi cá nhân chúng ta. Và nếu như mỗi cá nhân chúng ta chưa có một sự nghiệp thành công, chưa có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, thì trong tư duy này đâu đó chúng ta còn thiếu hụt một điều gì đó. Chúng ta còn chưa biết một điều gì đó. Bởi vậy, khoa học này có tên là lập trình ngôn ngữ tư duy, giúp chúng ta lập trình lại cái bộ não, giúp chúng ta lập trình lại cái bộ tư duy trong chúng ta, để chúng ta đưa ra những ngôn ngữ xuất sắc, những ngôn ngữ chuẩn mực nhằm gây ảnh hưởng với người khác, để giúp chúng ta thể hiện một cái thái độ đúng đắn, để tạo ra sự thân thiện, đồng điệu, thiện cảm với người khác, tạo ra cái kết quả tốt trong cuộc sống, trong các mối quan hệ. Tư duy này cũng giúp chúng ta thể hiện cái năng lực của mình xuất sắc và vượt trội hơn để giải quyết công việc một cách hiệu quả, năng suất cao hơn. Vậy NLP là gì? Nó gồm ba cái từ là Neural Linguistic Programming. Neural nghĩa là thần kinh, tư duy của chúng ta. Mỗi chúng ta có một bộ não, bạn có một bộ não, tôi có một bộ não, và trong bộ não này là hoàn toàn những tư duy của chúng ta. Tư duy này được tích tụ từ những vốn sống, những cái kiến thức mà chúng ta học được và những trải nghiệm trong cuộc sống này để hình thành nên tư duy của chúng ta. Và toàn bộ những vốn sống, những tri thức, những trải nghiệm sống này nó nằm ở trong tư duy chúng ta, nhưng làm thế nào để chúng ta sử dụng nó? Chúng ta cần phải thông qua ngôn ngữ, linguistic, ngôn ngữ, để chúng ta thể hiện những năng lực, những hiểu biết, những thái độ, những giao tiếp của mình với người khác, tương tác với xã hội. Và yếu tố cuối cùng là P, programming, tức là chương trình. Và mỗi cá nhân có một chương trình giao tiếp khác nhau, một chương trình thể hiện thái độ khác nhau, một chương trình thể hiện năng lực khác nhau. Và cuối cùng, kết quả của việc ta thể hiện ngôn ngữ giao tiếp, kết quả của việc ta thể hiện thái độ trong ứng xử, kết quả của việc ta thể hiện năng lực của mình trong việc giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống này, nó mang lại cho mỗi cá nhân của chúng ta một kết quả. Và kết quả đó là thành công hay là thất bại, hay là cứ dậm chân tại chỗ. Và nếu sự nghiệp chưa đúng với mong muốn của chúng ta, cuộc sống chưa hạnh phúc viên mãn như đúng mong muốn của chúng ta, thì bộ tư duy này tùy bạn thôi, nó có cần lập trình lại hay là nó vẫn tiếp tục cái tương lai như bạn đang có, điều đó phụ thuộc ở bạn. Khoa học NLP được tổng hợp, nghiên cứu và tổng hợp từ 5.000 mẫu hình xuất sắc nhất trên thế giới, đó là các nhà lãnh đạo, những người xuất sắc nhất trong các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí. Họ tổng hợp cái gì? Họ tổng hợp là những người xuất sắc vậy, họ có suy nghĩ như thế nào trước các sự kiện hiện tượng của cuộc sống? Những người xuất sắc như vậy, họ có thái độ như thế nào ứng xử với tự nhiên và trước các mối quan hệ?
Những người xuất sắc như vậy, họ xử lý, giải quyết vấn đề như thế nào, họ tư duy như thế nào, họ hành động như thế nào. Và tất cả những tư duy của họ, hành vi, hành động của họ được khuôn mẫu lại, công thức hóa lại, trở thành khoa học, lập trình, ngôn ngữ, tư duy, NLP. Và với những bộ công thức, bí quyết như vậy, chúng ta cũng muốn trở thành những người xuất chúng như họ, thì chúng ta chỉ việc là áp dụng 100% những khuôn mẫu, những công thức mà khoa học NLP đã để lại cho chúng ta. Và bây giờ, bạn có muốn biết NLP không? Hãy theo dõi kênh của chúng tôi. Ngày nào, chúng tôi cũng dành 5 phút để chia sẻ NLP, khoa học giúp bạn trở nên vượt trội và xuất chúng đến các bạn. Vào những năm đầu thập niên 70, nhà ngôn ngữ học John Ginder và nhà toán học Richard Bandler tiến hành tìm kiếm những công cụ xuất sắc trong việc phát triển tiềm năng bản thân. Grinder và Brander đặt câu hỏi: sự khác biệt giữa một người tương đối thành thạo và một người thật sự vượt trội trong cùng một lĩnh vực là gì? Câu trả lời không gì khác hơn chính là NLP, hay còn được mệnh danh là khoa học của sự xuất chúng hay khoa học của sự thay đổi. John Grinder và Richard Bandler, hai giáo sư Đại học Santa Cruz của Mỹ, được xem là những người sáng lập ra NLP để cải thiện kỹ năng con người thông qua việc tạo ra những mô thức hành động tốt hơn.